theo các Marx và Engels. Tôn giáo là sự rút hết toàn bộ nội dung của con người và giới tự nhiên, là việc truyền nội dung đó sang cho bóng ma. Thượng đế ở theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Pew, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ vào khoảng 535 triệu người trong thập niên 2010, chiếm 7% cho tới 8% dân số toàn thế giới. Và cũng như những thực thể trên vũ trụ này, Phật giáo cũng có vô vàn điều bí ẩn khiến chúng ta phải tò mò. Ngọc Xá Lợi, Thuật Khinh Công hay Nhục Thân Bất Hoại đều là những câu hỏi lớn mà Phật giáo mang lại khiến giới khoa học phải đau đầu nghiên cứu. Hãy cùng giải mã những bí ẩn về Phật giáo trong video ngày hôm nay của Vũ Trụ Nguyên Thủy nhé. Cuộc đời bí ẩn của Đức Phật. Khác với những tôn giáo lớn trên thế giới như Cơ Đốc giáo, Hồi giáo hay Hindu giáo, Đức Phật trên thực tế là một người bình thường. Thông thường, những đối tượng được sùng bái ở các tôn giáo lớn thường sẽ là một vị thánh, thần hay đấng cứu thế nào đó. Nhưng Đức Phật chẳng phải là một vị thượng đế hay đấng sáng tạo đã mang lại sự sống cho trái đất của chúng ta. Đức Phật đơn thuần chỉ là một con người như bao con người khác, thông qua quá trình học tập và giác ngộ đã trở thành Phật, một đấng giác ngộ hoàn toàn. Và lẽ dĩ nhiên, quá trình để một con người bình thường biến thành phi thường, thậm chí là một thế lực siêu nhiên trong mắt chúng ta, quả thực chẳng dễ dàng. Do đó cuộc đời của Đức Phật chắc hẳn sẽ có vô vàn những điều bí ẩn, ly kỳ mà con người hay khoa học hiện đại chẳng thể nào lý giải được. Theo truyền thuyết của nhà Phật, năm 623 trước Công Nguyên, đúng vào ngày trăng tròn tháng 5, Đức vua Suddhodana thuộc dòng dõi quý tộc Shakya và hoàng hậu Mahamaya đã hạ sinh một hoàng tử tại Kapilavatthu, ranh giới Ấn Độ của xứ Nepal ngày nay. Chẳng mấy ai biết rằng vị hoàng tử này về sau sẽ trở thành một trong những nhân vật vĩ đại nhất thế gian sau này. Sau khi hoàng tử sinh ra được 5 ngày, Đức vua Suddhodana đã đặt tên cho con mình là Siddhartha, có nghĩa là người được toại nguyện. Có lẽ cái tên này cũng báo hiệu cuộc đời của ngài sau này khi ngài quyết định từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của Phật giáo. Theo phong tục thời bấy giờ, nhà vua đã cho thỉnh rất nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn học rộng tài cao vào triều để dự lễ đặt tên cho hoàng tử. Trong các đạo sĩ có 8 vị đặc biệt lỗi lạc. Sau khi quan sát tướng mạo của vị hoàng tử sơ sinh, 7 vị đưa lên 2 tấm thẻ bài và giải thích rằng có lẽ là hoàng tử sẽ trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất thế gian nếu kế nghiệp vua cha, hoặc là ngài sẽ trở thành Phật nếu đi theo con đường tu tập. Điều này có nghĩa là dù chọn con đường nào đi nữa, hoàng tử chắc chắn vẫn sẽ là một nhân vật vĩ đại trong dòng chảy của lịch sử. Kondana, vị đạo sĩ trẻ tuổi và thông minh nhất trong 8 vị, chỉ đưa lên một thẻ bài duy nhất, rồi quả quyết rằng mai sau chắc chắn hoàng tử sẽ hoàn toàn thoát tục và đắc đạo thành Phật. Sau khi hoàng tử được hạ sinh 7 ngày thì hoàng hậu đã băng hà. Em gái hoàng hậu là Maha Pajapati Gotami sau đó đã cùng kết duyên cùng đức vua để cùng dưỡng dục và chăm sóc cho hoàng tử. Khi tin lành hoàng tử chào đời được loan truyền trong dân gian, tất cả thần dân trong vương quốc đều vui mừng khôn xiết. Có lẽ họ vui mừng vì người kế nghiệp của hoàng gia trong tương lai sẽ là một nhân vật xuất chúng như lời của các đạo sĩ Bà La Môn đã dự đoán. Lúc bấy giờ có một đạo sĩ tên là Asita, với mối thịnh tình giao hảo từ trước với đức vua, nên đã được cho phép vào cung điện để thăm hoàng tử. Đức vua Suddhodana đã cho một người hầu bế hoàng tử ra đại sảnh cung điện để gặp gỡ Asita. Khi đó, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hoàng tử bỗng nhiên quay về phía đạo sĩ và đặt hai chân lên đầu tóc của ông. Asita thấy vậy vội vàng đứng dậy rồi chắp hai tay kính cẩn lệnh chào hoàng tử.
Đồng thời ông cũng đưa ra lời tiên tri rằng hoàng tử sau này sẽ trở thành một trong những bậc vĩ nhân cao quý nhất trong lịch sử loài người. Nhưng mọi sự bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi nói ra lời tiên tri của mình, đạo sĩ Asita bỗng nhiên cười lớn rồi lại khóc to. Tất thảy mọi người xung quanh lại được một phen ngạc nhiên trước những hành động và cảm xúc vui buồn bất chợt lẫn lộn của ông. Vị đạo sĩ giải thích rằng ông cười vì nhìn thấy tương lai về sau hoàng tử chắc chắn sẽ đắc thành Phật. Nhưng ông cũng khóc vì biết rằng sau khi trở thành Phật không bao lâu, hoàng tử sẽ chết rồi tái sinh vào một cảnh giới vô sắc. Cuộc đời Siddhartha ngay từ khi mới lọt lòng đã có nhiều lời tiên đoán diệu kỳ về tương lai. Do đó, suốt quá trình trưởng thành về sau, hoàng tử đã trải qua rất nhiều những sự kiện kỳ lạ. Lúc bấy giờ, để khuyến khích nông dân gia tăng sản xuất, nhà vua đã ra lệnh tổ chức một lễ hội gọi là Hạ Điền. Đây quả thật là một cơ hội cho tất cả những người dân, dù giàu như nghèo, dù sang như hèn, được vui chơi một bữa cho thỏa thích trước khi bắt tay vào công việc ruộng đường đồng áng. Sáng ngày tổ chức lễ hội, đức vua cùng quần thần mặc áo quân chỉnh tề ra tận nơi làm lễ. Hoàng tử Siddhartha dĩ nhiên cũng được các cung nữ đặt trong một cái kiệu màn che sáo phủ, khiêng ra đứng đợi dưới bóng mát của một cây cổ thụ để chờ đợi tham gia vào lễ hội. Tuy nhiên một lát sau, không khí vui tươi náo nhiệt của lễ hội đã khiến các cung nữ quên mất bổn phận phải chăm nom và chăm sóc hoàng tử của mình. Họ đã bỏ lại hoàng tử một mình dưới bóng cây rồi đi xem lễ hội. Lúc này dưới bóng cây cội châm già là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp và tưng bừng của lễ hội. Hoàng tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại ngồi tư thế thiền, trầm ngâm và lặng lẽ, chăm chú với từng hơi thở hít vào và thở ra. Khung cảnh này quả thực tĩnh lặng và êm đềm như những bức tranh thủy mặc. Nó cho thấy hoàng tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng tâm trí đã thuần thục khác hẳn bạn bè đồng trang lứa. Rõ ràng đây là một sự kiện quá đỗi kỳ lạ đối với một đứa trẻ. Có lẽ như nhiều sách sử đã chép lại, nó chính là chìa khóa đầu tiên khai mở con đường đưa hoàng tử tiến đến sự giác ngộ sau này. Giữa lúc tất cả mọi người đang vui vẻ thưởng thức lễ hội, các cung nữ bỗng sực nhớ ra nhiệm vụ chăm nom hoàng tử của mình, vội vã quay trở lại cây cội trầm già. Khi thấy hoàng tử trầm ngâm ngồi thiền dưới bóng cây, họ đã hết sức ngạc nhiên và đến tâu lại sự tình với nhà vua. Đức vua Suddhodana hối hả đến nơi và hành lễ với hoàng tử như với một vị vĩ nhân. Cho dù dòng chảy của thời gian đã khiến những câu chuyện về Đức Phật trở nên hư ảo hơn sự thật vốn có của nó, nhưng có một điều chắc chắn rằng hoàng tử Siddhartha đã được hấp thụ một nền giáo dục vững chắc. Quốc gia giàu mạnh dưới sự trị vì của nhà vua Suddhodana sẽ tạo cho hoàng tử một môi trường học tập thuận lợi nhất để lớn lên, ngày tinh thông cả những tri thức trong sách vở lẫn võ công. Khi mới lên 16, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng tử sẽ kết duyên cùng công chúa Yasodhara, một người trong cùng tông thất. Trong 13 năm sau hôn lễ của mình, Siddhartha hoàn toàn có một cuộc sống vương giả và sung túc, chứ chẳng mảy may biết đến những nỗi thống khổ mà người dân đang phải chịu đựng hàng ngày bên ngoài những tòa cung điện cao sang kia. Siddhartha đã từng nói rằng đời sống của ta thật là tế nhị, vô cùng tinh vi. Trong hoàng cung chỗ ta ở, phụ hoàng có đào ao xây những đầm sen. Khi sen xanh đua nhau khoe màu ở đây, thì sen đỏ vươn mình phô sắc với bên kia. Và trong đầm bên cạnh, sen trắng đua nhau tranh vẻ đẹp dưới ánh nắng ban mai. Trầm hương của ta dùng đều là loại thượng hảo hạng từ xứ Kashi đưa về. Khăn và xiêm áo của ta cũng may toàn bằng loại lụa bậc nhất từ nơi xa trở đến. Phụ hoàng cũng xây dựng riêng cho ta 3 tòa cung điện. Một để cho ta ở vào mùa lạnh, một là để ở mùa nóng, và một thì phục vụ cho mùa mưa. Trong suốt 4 tháng mưa, ta lưu ngụ tại một biệt điện có đầy đủ tiện nghi, giữa những cung tần phi nữ xinh đẹp và giỏi ca vũ. Thậm chí ngay cả những nô tỳ hầu hạ cho ta cũng được ăn sung mặc sướng, chứ không phải như nhà dân thường.
Tuy nhiên, có lẽ nguyên nhân một con người vốn rất bình thường như Siddhartha có thể đắc đạo thành Phật nằm ở ý chí và sự thấu tuệ của người đối với vạn vật thế gian. Dù sống trong nhung lụa, nhưng rõ ràng khi càng trưởng thành, Thái tử Siddhartha càng nhìn rõ vạn vật. Ánh sáng chân lý dường như đang chiếu rạng con đường tu tập của ngài. Bản tính vốn trầm mặc cùng với lòng từ bi vô lượng không cho phép Siddhartha an hưởng cuộc đời vương giả một mình. Dù hàng ngày được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, nhưng hoàng tử vẫn luôn thương xót những cuộc đời bất hạnh đang tồn tại bên ngoài cung điện. Ngài hiểu rằng sự sung sướng này chỉ dành cho một số ít người, còn đa số nhân loại ngoài kia đang sống đầy mệt mỏi và khổ đau. Ngay trong hoàn cảnh của mình, Siddhartha nhận ra rằng ngay cả bản thân mình, dù giàu có sung túc đến nhường nào, cũng chẳng thể nào thoát khỏi tình cảnh sinh lão bệnh tử. Cuộc sống trong cung điện quá tù túng chật hẹp là chỗ ẩn náu của bụi trần, nhưng đời của bậc xuất gia là cảnh trời mênh mông bát ngát. Với tâm niệm như vậy, một ngày nọ, hoàng tử đã ra khỏi hoàng cung để quan sát xem thế giới bên ngoài như thế nào. Ngài muốn chính mình được trực tiếp xúc với sự thật phũ phàng của xã hội bên ngoài kia. Trong phạm vi nhỏ hẹp của những tòa cung điện nguy ngạt, ngài chỉ thấy phần tươi đẹp, sung túc. Nhưng thế gian bên ngoài cung điện kia mới là những bức tranh thực thụ của cuộc sống này. Trên con đường vi hành của mình, Siddhartha đã tận mắt trông thấy hình ảnh những cụ già mắt mờ, tay run, những người bệnh hoạn đau khổ, hay thậm chí những xác chết đang phân hủy. Những cảnh lão bệnh từ đó đã khiến cho hoàng tử nhận ra rằng sự khổ đau trong nhân loại luôn luôn tiếp diễn. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh một vị đạo sĩ đạo mạo nghiêm trang, ngài lại nghĩ rằng con đường hạnh phúc thực sự giống như hình ảnh thong dong của vị đạo sĩ kia. Sự giác ngộ ở vị vĩ nhân tương lai này có lẽ đã mạnh nhà bắt đầu. Sau chuyến vi hành, hoàng tử đã có ý muốn rời bỏ hẳn cuộc sống cung điện để đi tìm chân lý cho cuộc đời mình. Giờ lúc ấy thì có tin truyền đến rằng công chúa Yashodhara, vợ của ngài, đã hạ sinh cho ngài một hoàng tử. Đối với vương quốc lúc đó, đây quả là một tin tức tốt lành. Phản ứng thông thường của tất cả mọi người trên cuộc đời này khi nghe tin mình trở thành một người cha, người mẹ phải là vui mừng không tả xiết mới đúng. Nhưng trái lại, Siddhartha chẳng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc là bao, bởi lại có thêm một trở ngại nữa khiến con đường đi tìm chân lý của ngài trở nên khó khăn hơn. Ngài than rằng, lại thêm một trở ngại, lại thêm một sợi dây trói buộc. Tuy nhiên, rõ ràng cuộc sống vương giả đã không còn thích hợp với Siddhartha nữa. Những cung điện nguy nga hay người vợ xinh đẹp, thậm chí ngay cả người con mới chào đời, cũng chẳng níu nổi bước chân của Đức Phật tương lai. Không phải ngài không yêu vợ, thương con, mà bởi tình thương với thế gian đang trầm luân trong đau khổ ngoài kia còn lớn hơn cả những lợi ích cá nhân của ngài. Sau khi nhìn vợ và con lần cuối, Siddhartha đã chính thức rời bỏ cuộc sống vương giả của mình. Tình thương của ngài đã bao trùm khắp cả nhân loại chúng sinh. Và ngài cũng hiểu rằng hoàng tử mới chào đời cùng người vợ của mình chắc chắn sẽ có một cuộc sống tiện nghi và sung sướng bên trong những tòa cung điện nguy nga, còn những mảnh đời ngoài kia đều cần sự cứu rỗi. Với một tâm hồn thanh thản, Siddhartha ra đi giữa đêm khuya, để lại sau lưng tất cả đền đài, cung điện, người cha yêu quý, vợ đẹp, con thơ và cả một tương lai huy hoàng rực rỡ như lời tiên đoán của các vị đạo sĩ xưa kia. Khi ngài bắt đầu con đường đi tìm kiếm chân lý với hai bàn tay trắng và một người lái xe ngựa trung thành. Rõ ràng, sự từ bỏ của hoàng tử Siddhartha trong hoàn cảnh này là hoàn toàn tự nguyện. Đó không phải là sự từ giã cuộc đời của một cụ già đã đến tuổi gần đất xa trời, cũng không phải là một người nghèo đói bần cùng chẳng còn gì lưu luyến, mà đó là sự khước từ những thứ vật chất xa hoa, từ bỏ cảnh ấm no, sung túc, thịnh vượng ngay khi còn trẻ tuổi. Thật hiếm ai có thể làm được như vậy. Lúc đó, Siddhartha mới chỉ 29 tuổi.
Sau khi vượt qua con sông Anoma, Siddhartha dừng bước trên bãi cát, tự cạo râu tóc của mình, rồi trao simi lại cho Chana đem về cung điện. Ngài đã khoác lên mình tầng y vàng, tự nguyện sống đời tu sĩ và sẵn sàng chấp nhận mọi thiếu thốn vật chất. Từ một hoàng tử giàu sang vinh hiển tột bậc, Ngài trở thành đạo sĩ nghèo nàn, không tiền của, không nhà cửa, sống nhờ lòng từ thiện của ba tính thập phương. Siddhartha không có một nơi cố định nào cả. Bóng mát của một cây cổ thụ ven đường hay một hang đá vắng vẻ hoang vu nào đó cũng có thể làm nơi che mưa che nắng cho Ngài. Chân không giày dép, đầu không mũ nón, Ngài đi trong ánh nắng nóng bức và sương gió lạnh lùng, với simi được chắp vá từ những mảnh vải vụn, chỉ đủ che đi thân thể. Ngài đã tận dụng thì giờ và năng lực trong việc khám phá chân lý. Siddhartha đã tìm đến vị đạo sĩ rất lỗi lạc, Alarama Kalama, và nói rằng: "Hỡi đạo hữu, xin đạo hữu hãy chỉ giáo cho tôi, để tôi sống đời đạo hạnh thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của đạo hữu." Được sự đồng ý của Alarama Kalama, Siddhartha đã ở lại để tìm hiểu về chân lý mà mình đang hằng theo đuổi. Chẳng bao lâu sau, Siddhartha đã học hết tất thảy giáo lý của thầy, nhưng vẫn không ngộ ra được chân lý cao thượng mà mình đang theo đuổi. Tuy vẫn chẳng tìm được câu trả lời mà mình mong muốn, nhưng Siddhartha vẫn chưa từng bỏ cuộc. Ngài tiếp tục tự mình học hỏi để thấu triệt những chân lý tối thượng mà mình đang tìm kiếm. Và quả thực, trời đã chẳng phụ lòng người nỗ lực. Siddhartha đã ngộ ra mọi thứ, đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối trong tâm trí và nhận thức. Alarama Kalama rất vui mừng vì học trò của mình đã đạt đến cảnh giới tự mình giác ngộ, nên đã muốn cùng với Siddhartha dẫn dắt nhân loại tìm kiếm con đường tu tập để thoát khỏi khổ đau. Tuy nhiên, Siddhartha lại không đồng ý với đề nghị đó. Rõ ràng nguyện vọng của Ngài lúc ban đầu chẳng phải là dẫn dắt bất cứ ai, dù là hợp tác với một vị đạo sĩ quảng đại, thông tạo giáo lý. Tự Siddhartha cho rằng mình vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Nếu dẫn dắt người khác, chẳng khác nào người mù đi trước dẫn dắt người mù đi sau. Chưa được toại nguyện, Siddhartha đã từ giã Alarama Kalama ra đi, tiếp tục con đường của mình. Xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ đang trong thời kỳ ổn định vô cùng. Chính trị ít bị xáo trộn đã giúp hình thành một hoàn cảnh học hỏi thuận lợi cho những trí thức nghiên cứu, tìm hiểu và truyền bá hệ tư tưởng của mình. Siddhartha đã nhanh chóng tìm thấy một vị đạo sĩ nổi tiếng khác là Udaka Ramaputta. Nhưng cũng giống như với người thầy cũ, chẳng bao lâu sau, vị đệ tử thông minh xuất chúng Siddhartha đã thấu triệt giáo lý của thầy và đạt đến tầng thiền định vô sắc giới. Đây là tầng thiền cao nhất trong tam giới. Người đạt đến tầng thiền này tâm trí vô cùng tinh vi, tế nhị, đến mức chẳng thể đoán định được là có tâm hay không. Và vào thời điểm lúc bấy giờ, chẳng có ai đắc được tầng thiền cao hơn nữa. Vị đạo sư cao thượng Udaka Ramaputta vô cùng vui mừng khi thấy được đệ tử của mình thành công trong việc thấu đạt cảnh giới tu tập. Và khác với người thầy trước, Udaka Ramaputta hy vọng rằng Siddhartha sẽ nhận lãnh trọn vẹn trách nhiệm dạy dỗ hàng môn đệ. "Hỡi này đạo hữu, tôi lấy làm hoan hỉ. Thật vậy, tôi vô cùng hoan hỉ được gặp một người bạn đồng tu tài đức đáng tôn kính như đạo hữu. Giáo lý mà Rama đã hiểu biết, đạo hữu cũng hiểu. Giáo lý mà đạo hữu hiểu, Rama cũng đã hiểu biết. Rama đã như thế nào thì hôm nay đạo hữu cũng như thế ấy. Ngày nay đạo hữu như thế nào thì Rama đã như thế ấy. Vậy hỡi này đạo hữu, hãy ở lại đây, đạo hữu sẽ dẫn dắt nhóm đạo sĩ này." Tuy nhiên, Siddhartha vẫn chưa thực sự hài lòng với chương ấy chân lý. Ngài cảm thấy rằng đó cũng chưa phải là mục tiêu cuối cùng của mình. Ngài đã hoàn toàn chế ngự làm chủ tâm mình, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn còn ở mãi xa. Ngài đang tìm con đường niết bàn, tức là tuyệt đối siêu thoát ra khỏi vòng phiền não trầm luân và tận diệt mọi hình thức ái dục. Không thỏa mãn với phương pháp tu tập của Ramaputta,
ngài lại ra đi. Siddhartha nhận thấy rằng không một ai có đủ khả năng để dẫn dắt mình đạt đến mục tiêu mà ngài mong muốn, bởi vì tất cả đều chưa thoát ra khỏi vòng phiền não quẩn quanh trong tâm trí. Giác ngộ được điều đó, Siddhartha đã chẳng đi tìm kiếm bất cứ một sự giúp đỡ nào từ bên ngoài nữa, bởi ngài đã nhận ra rằng chân lý và sự thành tịnh chỉ có thể tìm được ở bên trong tâm của chúng ta. Sau khi rời bỏ vị thầy thứ hai, ngài đến Uruvela, một nơi đẹp đẽ, an tịnh, thích hợp với việc hành thiền. Ngài tạm thời ở lại đó và thực hành một phương pháp tu tập rất khó khăn, đó là hành khổ hạnh. Đây là hình thức tu bắt chính cơ thể mình phải chịu đói khát đến cùng cực, và đến rất nhiều người ưa chuộng thầy đó. Lúc bấy giờ, một vị đạo sĩ Bà La Môn trẻ tuổi là Kondana, người đã tiên đoán hoàng tử Siddhartha chắc chắn sẽ thành Phật trong buổi lễ đặt tên cho hoàng tử trước đây, cũng đang ở đó. Siddhartha hành khổ hạnh gian khổ cùng cực, thân thể trở nên yếu ớt đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Lúc bấy giờ, Ma Vương muốn làm Siddhartha nản lòng nên đã nói rằng: "Người sắp chết rồi, bây giờ người quá ốm yếu. Trên thế gian này còn có rất nhiều thú vui để hưởng thụ, dại dột chi mà hành khổ hạnh như thế này." Tuy nhiên, sau 6 năm kiên quyết về con đường thực hành khổ hạnh, Siddhartha đã từ bỏ vì nó không giúp ích cho ngài. Khi đó, Siddhartha nhớ lại một sự kiện quan trọng vào lễ hạ điền, khi ngài ngồi thiền với hình dạng của một đứa trẻ. Ngài đã rất an lạc hạnh phúc. Siddhartha tự nhủ rằng có thể đây mới đích thực là con đường thoát khổ. Tuy nhiên, sau 6 năm tu khổ hạnh, thể chất của ngài lúc bấy giờ rất yếu. Với cơ thể tàn tạ thế này, ngài không thể tiếp tục theo đuổi việc hành thiền. Thế là ngài bắt đầu ăn uống trở lại. Trước đây khi hành khổ hạnh, ngài giảm thực phẩm từng chút một. Đôi lúc trong một ngày, ngài chỉ ăn một nắm đậu nhỏ. Đôi lúc, ngài chỉ ăn một hạt đậu. Có khi chỉ ăn một trái cây nhỏ. Ngài tìm đến một cây bồ đề, trải cỏ dưới gốc cây rồi ngồi lên đó, mặt hướng về hướng đông, và phát ra một lời nguyện mạnh mẽ: "Dầu cho máu cạn, thịt khô, chỉ còn da bọc lấy gân, xương, ta cũng không từ bỏ nỗ lực tinh tấn khi chưa thành tựu mục đích cao thượng." Lời thề nguyện của Siddhartha vững chắc đến nỗi Ma Vương và đội binh hùng mạnh của hắn cũng chẳng thể xoay chuyển nổi. Cuối cùng, năm 35 tuổi, Siddhartha đã loại trừ được tất thảy mọi phiền não, đạt được tuệ giác tối cao và đắc quả thành Phật vào năm 589 trước công nguyên. Một con người bình thường sau khi trải qua con đường tìm kiếm chân lý gian khổ, cuối cùng đã thành công. Ngài bắt đầu con đường thuyết giảng Phật Pháp của mình. Một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật trở về Kapilavatthu thăm viếng quê hương, cha mẹ và thân quyến. Trong lần thăm viếng đầu tiên này, Đức Phật đã hướng dẫn phụ thân, người em cùng cha khác mẹ, con trai của mình cùng xuất gia tu tập. Đức Phật giảng dạy trong 45 năm. Ngài giảng dạy cả ngày lẫn đêm chứ không ngủ như chúng ta. Ngài chỉ nằm nghiêng về tay phải để nghỉ ngơi. Như vậy, ngài đã bỏ ra 20 giờ mỗi ngày để thuyết pháp, chỉ dẫn, đem lại sự an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Sau khi trở thành một vị Phật, ngài có thể nghỉ ngơi, nhưng Đức Phật không bao giờ ngừng làm việc. Ngài đã giúp đỡ cho vô số chúng sinh trên con đường tự giác ngộ của họ. Vào tuổi 80, Đức Phật Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch, năm 544 trước công nguyên, trong một rừng cây Sala gần thành phố Kusinara. Ngày trăng tròn trở thành một ngày rất quan trọng đối với tất cả Phật tử. Đức Phật sinh vào ngày trăng tròn tháng 4, giác ngộ quả Phật vào ngày trăng tròn tháng 4, và Niết Bàn cũng vào ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch. Chúng ta gọi đây là ba ngày thiêng liêng trong cuộc đời Đức Phật. Như vậy rõ ràng, từ một con người bình thường, Siddhartha đã từ bỏ cuộc sống vốn dĩ giàu sang và an nhàn của mình để đi tìm kiếm chân lý thoát khỏi mọi sầu não khổ đau trong tâm trí.
một con người bình thường lại trở thành một đấng vĩ đại, cứu giúp, trở thành chỗ dựa tinh thần cho biết bao nhiêu chúng sinh. Đức Phật không phải là một vị thần thánh hay thượng đế đã tạo nên thế gian, mà Ngài chính là người hỗ trợ nhân loại tự mình cứu rỗi bản thân mình. Những câu chuyện khó tin về một con người bình thường tự mình tu tập, giác ngộ rồi trở thành Đức Phật cũng đủ khiến chúng ta biết rằng Đạo Phật, một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, vẫn còn nhiều điều kỳ lạ chưa được làm rõ. Ngọc Xá Lợi, hay còn gọi là Xá Lợi Phật, là những viên ngọc sáng rõ, đẹp đẽ, óng ánh và chỉ lớn bằng hạt đậu, là thứ mà những nhà nghiên cứu chẳng thể giải thích nổi. Dù hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật của con người đã vô cùng phát triển, tại sao Ngọc Xá Lợi lại được phát hiện trong tro cốt của những cao tăng Phật giáo sau khi thi thể của họ được hỏa táng? Ngọc Xá Lợi có phải là một bảo vật quý giá của Phật giáo toàn thế giới hay không? Có lẽ rằng các bạn đã từng nghe nói về Ngọc Xá Lợi, những viên ngọc quý hiếm trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc mà chỉ những người có chức vụ cao quý mới được ban tặng. Ngọc Xá Lợi là những hạt cứng có hình dạng như hạt ngọc trai hay pha lê, được tìm thấy sau lễ hỏa thiêu hài cốt của những cao tăng Phật giáo. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể may mắn nhìn thấy hào quang sáng rực rỡ của những viên Xá Lợi. Tuy truyền rằng những người tâm không hướng Phật, nếu dùng chày đá đập thì chày đá vỡ tan, chứ ngọc thì chẳng mảy may hề ấn gì. Theo giáo lý của nhà Phật, nếu người không hữu duyên, dù Xá Lợi đặt ngay trước mặt thì cũng chẳng thể nào mà nhìn thấy được. Ngọc Xá Lợi là những viên ngọc tượng trưng cho sức mạnh tinh thần và lòng đại từ, đại bi của những vị cao tăng đã đắc đạo. Vậy, những viên ngọc quý của nhà Phật đã được hình thành như thế nào? Đến tận bây giờ, nguyên nhân hình thành Xá Lợi vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi. Có nhiều giả thuyết khác nhau giải thích cho sự ra đời của những viên ngọc quý hiếm này. Trước hết, theo những tín đồ Phật giáo, Ngọc Xá Lợi là sức mạnh tinh thần của các vị cao tăng kết tinh lại. Hay nói cách khác, đó là quá trình tinh thần biến thành vật chất. Đây là cách giải thích thường thấy khoảng vài ngàn năm trước, khi hiểu biết của loài người còn rất hạn chế, khi trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại còn vô cùng thấp. Nếu nghiên cứu những viên Xá Lợi bằng lăng kính khoa học, chúng ta sẽ có những câu trả lời hoàn toàn khác. Các nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng việc biến sức mạnh tinh thần thành vật chất là điều không tưởng. Nếu như thế thì lẽ ra các vị cao tăng ai cũng phải có Xá Lợi, và đạo đức càng cao thì càng nhiều Xá Lợi. Nhưng chúng ta không thấy điều đó trong thực tế. Họ cho rằng Xá Lợi được hình thành do thói quen ăn chay của những tín đồ Phật giáo. Theo đó, các cao tăng thường xuyên sử dụng nhiều chất xơ và khoáng chất, nên quá trình tiêu hóa và hấp thụ dễ tạo ra các mùi phốt phát và carbon nát. Những tinh thể mùi đó tích lũy trong cơ thể và dần biến thành Xá Lợi. Nhiều người thì không đồng ý với giả thuyết này, cho rằng nhiều người ăn chay nhưng không có Xá Lợi khi hỏa táng, hay các tăng nhân ở Tây Tạng dù ăn thịt nhưng khi hỏa táng vẫn có thể tìm thấy ngọc Xá Lợi. Thậm chí là số ngọc Xá Lợi được tìm thấy trong tro cốt của những người ăn thịt còn nhiều hơn so với những nhà tu hành ăn chay. Tuy nhiên, nếu thêm yếu tố ngồi thiền thì giả thuyết này cũng có một phần sự thật. Ngồi thiền nhiều như các cao tăng sẽ làm tăng khả năng hình thành tinh thể muối trong cơ thể. Người ăn chay hoặc Phật tử bình thường không có nguy cơ đó, vì thời gian ngồi thiền không nhiều. Như vậy, hàng ngàn năm trước, khi khoa học còn chưa phát triển, việc con người tin rằng nguồn gốc của Xá Lợi là nguồn sức mạnh tinh thần của những nhà sư là lẽ dĩ nhiên. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh của đời sống hiện đại, nó chẳng còn mấy thuyết phục nữa. Bên cạnh đó, có không ít người cho rằng các Xá Lợi thực chất được hình thành do những bệnh lý như sỏi thận hay sỏi mật. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý với giả thuyết bệnh lý, bởi khi hỏa táng những người bị bệnh này thì không thấy Xá Lợi. Và trên thực tế, các cao tăng thường khỏe mạnh và rất ít bệnh thật. Tuy nhiên, chỉ có thể công nhận hay bác bỏ giả thuyết này khi tiến hành thử nghiệm hỏa táng trên rất nhiều người bệnh. Tóm lại, nguyên nhân chính xác dẫn đến việc hình thành nên Xá Lợi
hay vì sao chúng có nhiều màu sắc khác nhau, hay chúng thường xuất hiện ở những vị cao tăng đắc đạo, vẫn còn là một câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp thích đáng. Sự thật về ngọc xá lợi có vẻ nó được hé lộ khi theo ba nhà vật lý Holden, Fakih và Clement thuộc Đại học Monash, bang Victoria, nước Úc, thấy rằng trong quá trình tinh thể hóa xương do hỏa táng, các tinh thể hình dạng khác nhau sẽ được hình thành nếu quá trình hỏa táng ở nhiệt độ thích hợp. Trên tạp chí khoa học pháp y quốc tế số tháng 6 năm 1995, họ cho biết đã dùng kính hiển vi điện tử quét để theo dõi quá trình tinh thể hóa xương đùi của những người từ 1 tới 97 tuổi trong dạ nhiệt độ từ 200 đến 1600 độ C ở khoảng thời gian 2, 12, 18 và 24 giờ. Kết quả là sự tinh thể hóa các khoáng trong xương chiếm 2/3 trọng lượng xương bắt đầu xuất hiện từ nhiệt độ 600 độ C với nhiều hình dạng khác nhau, hình cầu, lục giác, hạt nhỏ và hình dạng không đều. Các hạt nhỏ đó có thể kết tinh thành các khối lớn hơn trong khoảng từ 1000 đến 1400 độ C. Và khi nhiệt độ đạt tới 1600 độ C, các khối tinh thể bắt đầu tan rã. Như vậy, nếu điều kiện hỏa táng thích hợp, xá lợi có thể xuất hiện do quá trình tinh thể hóa các khoáng vốn có rất nhiều trong xương ngựa. Theo cha đẻ của thuyết lượng tử, tiến sĩ Max Planck đã đưa ra một lý giải như sau. Không có bất kỳ một vật chất nào có thể tồn tại được trên thế giới, và những vật chất được cấu tạo bởi các lượng tử sẽ có sự rung động liên tục. Nếu như ta nhìn theo một khía cạnh khác, thì có thể nói năng lượng và vật chất có mối liên hệ và chúng có khả năng hoán đổi cho nhau. Đồng thời, trong cuốn sách Những bàn tay ánh sáng, tiến sĩ Barbara Ann Brenner cũng chỉ ra rằng vật chất chỉ đơn giản là nguồn năng lượng đang chuyển động chậm hoặc là kết tinh lại. Khi đó cơ thể con người cũng sẽ là nguồn năng lượng. Với lời lý giải này, ta có thể hiểu rằng con người cũng có thể hấp thụ nguồn năng lượng đến từ vũ trụ. Và người làm được việc này chính là những vị cao tăng hay những người tu hành chân chính. Tu luyện thực sự là phải trở về với chân tâm và đồng hóa với đặc tính của vũ trụ. Khi đó, năng lượng của vũ trụ mới có thể kết tinh được trong cơ thể của con người tu luyện. Khi năng lượng đạt đến một cảnh giới nhất định nào đó, chúng sẽ làm thay đổi tế bào của cơ thể. Từ đây chúng sẽ biến thành vật chất cao năng lượng, và đó là những hạt xá lợi. Vậy tại sao con người bình thường không có xá lợi? Chúng ta có thể trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Vậy tại sao không phải cao tăng nào cũng có xá lợi? Câu trả lời là nếu nhiệt độ hỏa táng ban đầu khoảng 600 độ C, sau đó tăng lên 1000 độ C, nhiều khả năng các khối tinh thể sẽ xuất hiện, miễn là nhiệt độ không quá cao. Hiện các lò hỏa táng thường có giới hạn nhiệt độ khoảng 1200 độ C, khá thích hợp để xương được tinh thể hóa. Theo quỹ Forsang Thế Giới thuộc Trung tâm Phật giáo Forsang Thế Giới tại Đài Loan, xá lợi chứa các yếu tố hóa học của cả xương và sỏi. Như vậy, việc hình thành xá lợi có thể là sự kết hợp của cả ba giả thuyết: ăn chay và ngồi thiền, sỏi bệnh lý và sự tinh thể hóa xương khi điều kiện hỏa táng phù hợp. Theo tôi, đây là giả thuyết thuyết phục nhất mà chúng ta có hiện nay. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh tính may rủi của sự kết hợp này. Đó là một quá trình ngẫu nhiên mà sự xuất hiện tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đôi khi không kiểm soát được. Có lẽ vì thế mà không phải vị cao tăng nào cũng có xá lợi. Những viên xá lợi Phật đã xuất hiện trong suốt dòng chảy của thời gian giờ đây là một trong những bảo vật vô giá của nhân loại. Theo các tài liệu kinh sách của Đạo Phật, xá lợi lần đầu tiên xuất hiện là vào khoảng hơn 2500 năm trước đây, là kết tinh linh hồn linh thiêng của Đức Phật. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, xác của người đã được hỏa táng. Từ chỗ hỏa táng Đức Phật, chúng đệ tử đã nhặt được một số xá lợi từ chân thân của Ngài, như xá lợi đỉnh đầu, xương, huyết, răng, ngón tay và 84.000 viên xá lợi đủ màu sắc với hình dạng và kích thước khác nhau. Khi ngọn lửa lùi tàn, người ta vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy trong phần tro tàn còn lại phát ra những ánh sáng lung linh huyền ảo. Đến gần quan sát, các đệ tử phát hiện những ánh sáng huyền diệu trên được phát ra từ những hạt tinh thể trong suốt. Chúng có hình dạng và kích thước khác nhau, nhưng viên xá lợi đó tỏa ra những tia sáng muôn màu.
Giờ đây chúng được các giáo hội Phật giáo trên thế giới xem như thánh Phật, tranh nhau thờ phụng cúng dường ở những ngôi chùa lớn. Không chỉ có Đức Phật Thích Ca, mà kể từ đó về sau, lịch sử Phật giáo cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học đã ghi lại khá nhiều trường hợp các vị cao tăng sau khi viên tịch hỏa thiêu đã để lại xá lợi. Theo đó, tháng 12 năm 1990, Hoàng Huyền Pháp Sư, một cao tăng đắc đạo ở Singapore viên tịch, cũng được các đệ tử đem di thể đi hỏa thiêu. Trong phần cho còn lại, người ta đếm được 480 hạt cứng. Hạt to nhất bằng hạt đỗ tương, hạt nhỏ cỡ bằng hạt gạo. Chúng gần như trong suốt và tỏa sáng lấp lánh như những hạt kim cương. Sau khi phân tích, các nhà nghiên cứu đã xác định đó chính là các hạt xá lợi. Tháng 3 năm 1991, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Ngũ Đài Sơn, Ủy viên Thường vụ Hội Phật giáo Trung Quốc cũng viên tịch. Thể theo di nguyện của Ngài, các đệ tử quyết định đem Ngài đi hỏa táng. Sau đó người ta cũng tìm thấy lẫn trong phần tro còn lại của vị hòa thượng này có tới hơn 11.000 hạt xá lợi. Đây được coi là kỷ lục thế giới về những trường hợp tìm thấy hạt xá lợi sau khi hỏa táng các nhà sư, bởi số lượng xá lợi thu được là rất lớn. Sau đó không lâu, Pháp Sư Khoan Năng, chủ trì Tây Sơn Tẩy Thạch Am ở huyện Quế Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, sau khi viên tịch và được hỏa thiêu, cũng để lại 3 viên xá lợi có đường kính lên tới 3-4 cm, tựa như những viên ngọc lục bản. Sau những quá trình thu thập thông tin và nghiên cứu về xá lợi Phật, các nhà khoa học kết luận rằng, ngoài những hạt vật chất chưa xác định được thành phần có tên là xá lợi, các bậc cao tăng đắc đạo sau khi viên tịch có thể để lại những hạt xá lợi là một trong những bộ phận cơ thể của mình. Minh chứng cho nhận định trên là trái tim còn nguyên vẹn trong di thể của Pháp Sư Viên Chiếu, 93 tuổi, trụ trì chùa Pháp Hòa thuộc núi Quan Âm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc sau khi hỏa táng. Trước đó trong một buổi giảng kinh, Ngài đã nói với các đệ tử rằng, ta sẽ để lại trái tim cho chúng sinh. Sau khi thiêu Pháp Sư Viên Chiếu trong đống tro nguội, các đệ tử thu được 100 viên xá lợi. Những bông xá lợi hoa trông rất đẹp, long lánh như những bông hoa tuyết. Chung quanh còn dính những hạt xá lợi nhỏ cỡ hạt gạo, sắc đỏ, vàng, lam, nâu. Điều kỳ diệu hơn là trái tim của bà không hề bị thiêu cháy. Sau khi ngọn lửa tắt, trái tim vẫn còn mềm, nóng, sau đó nguội dần và cứng lại, biến thành một viên xá lợi lớn màu nâu thẫm. Khoảng 100 đệ tử có mặt trong lễ hỏa táng đã tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ lùng đó. Sau đó, các hạt xá lợi đã được giao lại cho Phật giáo tỉnh Thiểm Tây. Đến nay, những tiến bộ khoa học vẫn chưa thể giải thích nổi nguyên nhân của hiện tượng này. Xá lợi được hình thành như thế nào? Thành phần của nó ra sao vẫn không có câu trả lời thích đáng. Người ta vẫn không thể xác định nó là kim loại hay phi kim. Nhiều người đặt câu hỏi, xá lợi chỉ là tro cốt còn lại của người tu hành sau khi hỏa táng. Vậy sao đốt nó hoài cũng không cháy, thậm chí vẫn sáng lấp lánh màu sắc? Những tài liệu sư cho biết, con người sẽ không tin và chấp nhận sự tồn tại của những hạt xá lợi huyền bí nếu như Pepe, một nhà khảo cổ học người Pháp, không tìm thấy những viên xá lợi được đựng trong một chiếc hộp bằng đá khi tiến hành khảo cổ tại vùng Pribrava, phía nam Nepal vào năm 1997. Sau công tác khảo cứu, Pepe khẳng định trên hộp có khắc những văn tự Brahmi. Theo bản dịch dựa trên Phật Quang Từ Điển, những văn tự có nội dung như sau: đây là xá lợi của Đức Phật. Phần xá lợi này do bộ tộc Shakya, nước Savatthi phụng thờ. Phát hiện trên đã buộc khoa học hiện đại phải tin những gì được ghi lại trong kinh Trường A Hàm và giải rác ở những sách kinh điển của Phật giáo khác về việc phân chia xá lợi Phật thành 8 phần cho 8 quốc gia cổ đại khi Phật nhập Niết Bàn là có thật. Cũng theo ghi chép của Pepe, sau khi mở hộp, các hạt xá lợi được cho là của Đức Phật vẫn nguyên hình, nguyên sắc như mô tả trong lịch sử Phật giáo, dù đã cách nay hơn 2.500 năm. Ngay cả ở Việt Nam cũng có không ít những câu chuyện liên quan đến xá lợi Phật. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, dưới thời đại của vua Lý Thái Tông trị vì, vào năm 1034, có hai nhà sư là Nghiêm Bảo Tính và Phạm Minh Tâm. Sau khi hai vị cao tăng viên tịch đã để lại hạt xá lợi
và những hạt này đã được nhà vua đem thờ tại chùa Trường Thành. Hay cách đây hơn 60 năm, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu trên đường phố Sài Gòn để chống lại chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Mỹ Diệm, để lại cho thế gian một trái tim bất diệt. Đúng ngày 11 tháng 6 năm đó, chính sách tàn bạo của chính quyền đương thời đã khiến một vị hòa thượng quyết định hy sinh chính bản thân mình để thức tỉnh quần chúng. Sau khi tự thiêu, các tăng ni Phật tử ở Sài Gòn đã quyết định hỏa táng thân xác của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Nhưng lạ thay, dù thi hài của hòa thượng cháy thành tro bụi, thì trái tim của ngài vẫn còn nằm trong đống lửa mà chẳng hề bị thiêu cháy. Trái tim nóng, mềm nguội dần và kết thành một viên xá lợi có màu nâu thẫm. Hiện trái tim xá lợi đang được thỉnh về chùa Việt Nam Quốc Tự để bảo vệ và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Hòa thượng Thích Giác Toàn, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đã nói rằng: "Tôi khẳng định xá lợi trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức là có thực, chỉ là chưa thể lý giải bằng khoa học mà thôi. Sau nhiều năm để trong tháp, thì trái tim đó có còn nguyên vẹn hay không? Việc này phải nhờ bác sĩ hay nhà khoa học giám định kiểm chứng." Như vậy, đến tận bây giờ, dù là trình độ khoa học kỹ thuật của con người hiện đại đã rất phát triển, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn chưa thể lý giải nổi nguồn gốc chính xác của những viên ngọc lấp lánh mang tên xá lợi Phật. Xá lợi Phật liệu sẽ là kết tinh của những tinh túy trong tâm hồn của các cao tăng, hay đơn thuần chỉ là hiện tượng vật lý bình thường? Chẳng ai dám khẳng định. Dù thế nào đi nữa, xá lợi Phật vẫn là một vật vô cùng quý giá đối với những tín đồ Phật giáo. Nếu có thể tìm ra câu trả lời về nguồn gốc của xá lợi, có lẽ chúng ta sẽ khám phá ra được những điều sâu xa và bí ẩn hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, không chỉ nguồn gốc của ngọc xá lợi trong Phật giáo khiến các nhà khoa học phải đau đầu nghiên cứu. Mặc dù ngày nay khoa học đã khám phá ra được rất nhiều hiện tượng kỳ lạ siêu nhiên, nhưng để đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho những hiện tượng ấy thì vẫn còn là một thách thức to lớn. Một trong số đó chính là hiện tượng nhục thân bất thoại của các tu sĩ trong tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới. Có lẽ muốn hiểu được hiện tượng siêu thường thì cũng cần phải có nhận thức siêu thường. Chỉ đơn thuần dựa vào logic của khoa học thực chúng thôi là không đủ. Nhục thân bất hoại là hiện tượng người ta sau khi chết, thân thể vẫn không bị hư nát tối giữa, thậm chí có thể bảo trì nguyên vẹn thi hài trong một thời gian rất lâu dài. Theo nhận thức thông thường của giới khoa học, thì sau khi qua đời, cơ thể người sẽ trở thành một bữa tiệc cho các loại vi sinh vật và sẽ nhanh chóng phân hủy. Nếu không kịp thời có các phương pháp xử lý, đặc biệt là trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, bữa tiệc đó thậm chí còn kết thúc nhanh hơn. Tuy nhiên, từ rất nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, trong suốt dòng chảy của lịch sử, đã ghi nhận rất nhiều trường hợp nhục thân bất hoại. Và thông thường hiện tượng này chỉ xảy ra đối với những tu sĩ thành kính trong các tôn giáo. Tất nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thân thể của những tu sĩ này được tẩm ướp bằng một phương pháp khoa học đặc thù như những xác ướp của Ai Cập cổ đại. Tại sao thân thể của những vị hòa thượng đó lại bất hoại một cách tự nhiên, dù môi trường xung quanh vô cùng ẩm ướt? Và thực tế, các phương pháp bảo quản thi hài mà khoa học của nhân loại đang sở hữu cũng không thể gìn giữ thân thể người khỏi các tác dụng của môi trường bên ngoài, giúp chúng không bị phân hủy trong một thời gian lâu dài đến vậy. Đối với những người tôn thờ Đức Phật, đây chẳng phải là điều lạ lẫm gì. Nhưng rõ ràng đối với những người theo chủ nghĩa duy vật và nhìn cuộc đời bằng lăng kính khoa học, thì rõ ràng đây là một đả kích rất lớn. Mặc dù bị nhìn nhận là trái quy luật, phản khoa học, nhưng người ta vẫn không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho hiện tượng này. Đã có không ít trường hợp nhục thân bất hoại xuất hiện trên hành tinh của chúng ta. Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở chùa Lai Phật thuộc Hà Nam, Trung Quốc, thọ hơn 112 tuổi, đã niệm Phật và tu hành được 92 năm. Sau khi Hòa Thượng viên tịch 6 năm 100 ngày, thân thể không thối rữa mà còn tỏa ra mùi hương, kể cả đầu tóc, mạch máu và lỗ chân lông đều có thể trông thấy rõ ràng. Các Phật tử đều tán dương là bất khả tư nghị. Trở về cho đại nhà đường,
vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc là Huệ Năng Đại Sư, cũng xuất hiện hiện tượng nhục thân bất hoại. Tính đến tận ngày nay, trải qua hơn 1.200 năm dưới khí hậu oi bức, thân thể của Ngài vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Thật khó tin đúng không? Nhưng đến hiện tại thì thi hài của Ngài vẫn đang được thờ cúng tại Nam Hoa Tự thuộc Quảng Đông. Hay ở nước Nga, vào năm 1927, Lạt Ma Kham Bồ thứ 12 của Phật giáo tặng truyền viên tịch. Tính đến nay đã hơn 90 năm nhưng thân thể vẫn như lúc còn sống. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng đích thân đến chiêm ngưỡng nhục thân bất hoại của vị cao tăng này. Tại Việt Nam chúng ta cũng có ghi nhận khá nhiều hiện tượng nhục thân bất hoại của các vị cao tăng. Điển hình là Thiền sư Như Trí ở Bắc Ninh, khi còn sống từng làm trụ trì chùa Tiêu, qua đời năm 1723 dưới thời vua Lê Dục Tông. Đến nay đã gần 300 năm mà vẫn giữ nguyên vẻ thể hài. Ngoài ra còn có câu chuyện nhục thân bất hoại nổi tiếng gần xa của hai vị cao tăng tại chùa Động. Tương truyền hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường tu hành vào thế kỷ 17 là trụ trì tại chùa Động. Cả hai vị có căn duyên đặc biệt, đều sớm lìa xa đời sống thế tục để xuất gia tu hành, lấy pháp hiệu là Tự Đạo Chân, Tự Đạo Tâm. Suốt cuộc đời hai ngài gìn giữ lối sống thanh đạm, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm rau vào chính ngọ. Thế nên dân làng quanh đó thường gọi các ngài với cái tên mộc mạc là Nhà Sư Rau. Một ngày nghe tiếng rục rã của tấm thân tứ đại mòn mỏi vì số mệnh đã tận, Thiền sư Vũ Khắc Minh căn dặn đệ tử: sau đúng 100 ngày, nếu không nghe thấy tiếng mõ tụng kinh của ta nữa thì hãy mở cửa ao. Nếu thi thể của ta hôi thối thì dùng đất lấp am lại. Còn thi thể của ta nguyên vẹn không có mùi thì lấy sơn bả lên người ta trước khi xây bình kín ao. Sau đó ngài mang theo một chung nước uống, dầu thắp đèn, rồi vào trong am ngồi tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền. Các đệ tử bịt kín cửa am lại, chỉ để hở một lỗ nhỏ thông khí. Đúng 100 ngày sau, không nghe thấy tiếng mõ tụng kinh nữa, đệ tử mở cửa am thì thấy nhà sư đã tỉnh trong tư thế ngồi thiền thiết giả hoa sen. Hơi thở đã tắt, gương mặt ngài an nhiên tĩnh tại, thoáng hiện một nụ cười hàm tiếu thanh thoát. Các đệ tử nhu thuận làm như lời người thầy đã chỉ dạy. Sau đó chừng 10 năm, Thiền sư Vũ Khắc Trường cũng vào am gõ mõ tụng kinh và viên tịch trong tư thế tọa thiền như người thầy của mình. Cho dù nhiều người không tin vào câu chuyện huyễn hoặc ở chùa Động, nhưng dù dòng chảy của thời gian có thăng trầm với bao biến động lịch sử, xá lợi toàn thân của hai vị hòa thượng này vẫn đang tồn tại ở chùa Động như một minh chứng sống về sự tồn tại trên thực tế của nhục thân bất hoại. Nhục thân bất hoại không chỉ là hiện tượng riêng của phương Đông hay Phật giáo, mà các tín đồ tu sĩ trong kiểu chùa giáo của phương Tây cũng từng xuất hiện không ít các trường hợp như thế. Như vậy, bất chấp những điều kiện bất lợi của môi trường và thời tiết, thi thể của các bậc cao tăng vẫn nguyên vẹn và trường tồn cùng năm tháng. Hiện tượng này quả thực vô cùng huyền diệu, và rõ ràng nó là một bí ẩn về cơ thể con người mà khoa học không thể giải đáp. Thân thể của các vị hòa thượng đó vì sao có thể đạt đến trạng thái bất hoại? Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Điều này nói lên rằng, hiện tượng siêu thường thì phải dùng nhận thức và cách suy nghĩ siêu thường mới có thể hiểu được. Nếu cứ mãi đứng trong phạm vi của khoa học thực chứng hiện tại mà nhìn nhận, thì có lẽ rất lâu cũng không thể tìm ra câu trả lời. Người hiện đại cho rằng, người xưa không phát triển và lạc hậu. Nhưng thật ra con đường mà cổ nhân đi là một khoa học hoàn toàn khác so với khoa học thực chứng mà hiện nay chúng ta có thể biết đến. Khoa học hiện đại chỉ sau khi nhận thức được một sự vật rồi mới bắt đầu nghiên cứu. Đối với những gì không thể kiểm chứng được bằng máy móc và các phương pháp hiện có, thì nhất loạt bài trừ hoặc không thừa nhận. Còn khoa học cổ xưa của người Á Đông là đi theo con đường khác hẳn. Người xưa có tư tưởng mở rộng hơn chúng ta, có thể tiếp thu và thừa nhận cả những gì mà mình không thể kiểm chứng. Những gì sờ không được, nhìn không thấy, người ta đều dám tiếp cận đến, trực tiếp nhắm vào những điều bí ẩn và huyền diệu của vũ trụ, không gian, thời gian và thân thể người mà nghiên cứu. Về lý giải hiện tượng nhục thân bất hoại,
các học thuyết nghiên cứu về thân thể người và tu luyện của cổ nhân cho rằng một vị tu sĩ hay một người tu đạo trong một tín ngưỡng tôn giáo chân chính thuần theo việc người đó không ngừng tu tâm dưỡng tính, không ngừng hướng thiện, không ngừng thăng hoa đạo đức của bản thân, thì tố chất thân thể của người đó cũng sẽ không ngừng đề cao, cuối cùng có thể cải biến được thân thể. Bởi vì cổ nhân cho rằng vật chất và tinh thần có tương tác với nhau. Nếu tinh thần của một người ngày càng thay đổi theo chiều hướng tốt, thì các vật chất cấu thành thân thể của người đó cũng sẽ dần trở nên tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu một nhà sư hay một vị hòa thượng có quá trình tu luyện chân chính, thì những tế bào trong cơ thể của họ sẽ được chuyển hóa trong quá trình đó. Nhìn từ bề ngoài thì vẫn là thân thể ấy, nhưng thành phần vật chất cấu tạo bên trong đã khác rồi, trở nên sung mãn năng lượng, và thân thể ấy sẽ mãi không lão hóa, mãi không hủy hoại theo thời gian. Khi họ chết đi, họ đang rời bỏ thân thể của mình để đạt tới một cảnh giới cao hơn, đắc đạo hơn. Khi ấy, thân thể của họ cũng đã hoàn toàn được chuyển hóa rồi, nên chẳng thể hư nát một cách tự nhiên nữa. Dù môi trường bên ngoài có ẩm ướt vô cùng, người hiện đại cảm thấy điều này thật khó tin. Cũng là bởi vì nền giáo dục của chủ nghĩa duy vật và vô thần luận đã phong bế quá chặt tư tưởng của chúng ta, khiến chúng ta không còn có thể chấp nhận được những gì mà mình không thể kiểm chứng bằng khoa học nữa. Nhưng rõ ràng có những hiện tượng chẳng thể dùng lăng kính khoa học để làm sáng tỏ. Nếu như con người sinh ra phải tuân theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử, thì vũ trụ cũng có một quy luật cho riêng mình là thành, trụ, hoại, diệt. Theo giáo lý của nhà Phật, có hợp thì sẽ có tan, có phát triển thì có diệt vong. Đến khi trái đất không được điện từ âm dương kết nối nữa thì hủy diệt là chẳng thể tránh khỏi. Theo những lời tiên tri của Phật giáo, đó chính là thời kỳ mạt pháp hay mạt kiếp. Mạt có nghĩa là thời kỳ thấp kém nhất, suy đồi nhất. Mạt pháp là thời kỳ mà đạo đức của con người trở nên suy đồi. Thiên tai thì diễn ra triền miên, khiến mọi sự sống trên hành tinh này bị đe dọa. Liệu thời kỳ mạt pháp có thật hay không? Trong kinh, Đức Phật chia mốc thời gian của Pháp ra thành 3 giai đoạn chính là thời chính Pháp và tự Pháp lần lượt kéo dài 1.000 năm và thời mạt Pháp diễn ra trong 10.000 năm. Theo Phật lịch thì hiện nay, thời mạt Pháp đang trải qua ngàn năm đầu tiên. Bởi tính đến năm 2016 thì Phật lịch là năm 2559. Thời kỳ mạt Pháp được định nghĩa trong kinh điển Phật giáo là thời kỳ suy đồi đạo đức, khi những lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni trong Phật giáo không còn đồng nhân được nữa. Xã hội hiện đại của chúng ta ngày nay tuy ghi nhận sự phát triển vượt trội của đời sống vật chất và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhưng song hành với đó, những quy chuẩn đạo đức của con người đã và đang dần bị trượt dốc. Ngày nay, những tệ nạn xã hội mọc lên như nấm sau mưa, người ta sẵn sàng giết chóc lẫn nhau chỉ vì lợi ích trước mắt. Dù cho mỗi một xã hội thu nhỏ đang nằm dưới sự bảo hộ của pháp luật, nhưng nhìn chung, những con người vô thần không còn tin vào thần Phật đang tăng lên. Những con người đó dù làm điều xấu cũng không sợ sẽ bị báo ứng. Vì thế nhân tâm con người đã bại hoại không còn tốt. Lúc này vạn ma xuất thế làm loạn thế gian nhằm mục đích hủy hoại hết thảy chúng sinh. Thời kỳ mạt pháp đã được Đức Phật nhắc đến không ít lần trong các cuốn kinh Phật. Ở kinh Đại Bi Đức Phật, Ngài đã nói rằng sau khi Ngài Niết Bàn khoảng 500 năm thì những nhóm người đang giữ giới y theo chánh pháp cũng sẽ lần lượt mà tiêu giặc đi. Lúc này những bè đảng phá giới, bè đảng làm điều phi pháp sẽ ngày một tăng lên. Chúng sinh lúc này phỉ báng về chánh pháp sẽ gây ra nhiều phước họ, khiến cho phước thọ của họ bị giảm, điều xấu cũng sẽ nổi lên nhiều hơn. Những con người bình thường sẽ nổi sinh lòng tham, rồi từ đó xuất hiện những điều phỉ báng, ganh ghét lẫn nhau. Vì thế Đức Phật đã nói với A Nan: những người nào xuất gia tu phạm hạnh, thân khẩu ý thực hành theo đạo từ bi, thì ông nên cung cấp các thức cúng dường cho họ được đầy đủ nhất. Theo như kinh Mahamaya đã viết, lúc mà đấng nhất thiết chí đã vào Niết Bàn, thì sau 100 năm có tỷ khưu Ưu Ba Quốc Đà, có đủ tài biện thuyết độ vô lượng chúng.
Sau 200 năm sẽ có Tỷ Khưu Thilananda là những người khéo nói về pháp yếu. Sau 300 năm có Tỷ Khưu Thanh Liên Hòa Nhã là những thuyết pháp độ được một nửa ức người. Sau 400 năm có Tỷ Khưu Ngưu Khẩu thuyết pháp độ được tới 10.000 người. Sau 500 năm sẽ có Tỷ Khưu Bao Thiên thuyết pháp độ được tới 20.000 người và sẽ khiến cho chúng sinh có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thế kỷ chánh pháp lúc này đã trung mãn. Cứ như thế trở về sau, lần lần các hàng xuất gia sẽ phá hủy về giới luật. Họ sẽ sát sinh, uống rượu, đem bán đồ vật tại Tam Bảo, làm hạnh bất tịnh, gái làm ni, trai làm tăng. Chỉ còn lại một số ít người biết giữ gìn về giới hạnh. Áo cà sa của tăng ni lúc này cũng sẽ biến thành sắc trắng. Đây sẽ là một trong những dấu hiệu cho thấy Phật pháp sắp bị hủy diệt. Cũng theo Đức Phật, ở thời kỳ này những vị như Bồ Tát, La Hán, Bích Chi với hiện thân là các vị sa môn cũng sẽ xuất hiện. Họ có đạo hạnh vô cùng trang nghiêm, tu hành tinh tấn và nhận được sự kính trọng của mọi người. Trong họ có đức thuần hậu, ôn hòa, nhẫn nhục, luôn yêu thương giúp đỡ cho kẻ già yếu vô cùng. Họ sẽ giáo hóa cho chúng sinh theo cách bình đẳng nhất, tu thật nhiều công đức. Vậy rốt cuộc viễn cảnh ấy có thực sự xảy ra và chúng ta có đang sống trong thời kỳ ma pháp hay không? Ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, có không ít là những bức tượng Phật tưởng chừng là những Phật vô tri vô giác rơi nước mắt. Liệu đây là một hiện tượng ngẫu nhiên hay là hồi chuông cảnh báo của trời xanh về thời kỳ ma pháp đang đến gần? Tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn là một di tích lịch sử nổi tiếng nằm ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong những năm gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng mặt mũi lấm lem, khiến các chuyên gia bảo tồn di tích văn hóa phải đau đầu. Lạc Sơn Đại Phật còn gọi là Lăng Vân Đại Phật là một bức tượng chạm khắc hình Phật Di Lặc đang ngồi với cặp mắt hơi mở, từ bi quan sát chúng sinh. Bức tượng này cao hơn 70 mét, được chạm khắc từ rất lâu trước đây, vào thời nhà Đường, và mất gần cả thế kỷ để hoàn thành. Bức tượng này được xây dựng gửi gắm niềm hy vọng của người dân rằng thần Phật sẽ bảo vệ họ trước sự dữ dội của những con sóng. Tượng Lạc Sơn Đại Phật là tượng Phật Di Lặc bằng đá cao nhất thế giới và vẫn trường tồn với thời gian dù trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy bức tượng Phật chảy nước mắt là vào một đêm vào năm 1962. Thời điểm này ở Trung Quốc đang diễn ra nạn đói trầm trọng do hệ quả của cuộc đại nhảy vọt trong giai đoạn 1959-1961 mang lại. Theo các tài liệu thống kê được công bố, lúc bấy giờ cả Trung Quốc có khoảng 35 triệu người dân bị chết đói, trong đó có ít nhất 7 triệu người dân là thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Vì không còn đủ sức lực để đào mộ nên người ta chỉ gói các xác chết lại trong tấm chiếu rồi thả trôi sông. Tin truyền rằng đào xót trước hàng nghìn thi thể dưới dòng nước dữ, Lạc Sơn Đại Phật đã nhắm nghiền cặp mắt. Chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ đã phái một nhóm các nhà khoa học đến điều tra rõ ràng sự việc, nhưng họ không thể đưa ra câu trả lời nào và không có một báo cáo nào từng được đưa ra. Sau đó bức tượng Phật đã được tu sửa lại về trạng thái mở mắt như trước đó. Lần thứ hai bức tượng Phật này rơi lệ là vào năm 1963. Đây là một cột mốc đánh dấu sự bắt đầu của cuộc đại cách mạng văn hóa tàn khốc. Một lần nữa, chính quyền Trung Quốc đã chỉ thị tu sửa lại bức tượng. Điều hết sức kỳ lạ là, mặc dù đã tiêu tốn hơn 40 triệu vạn tệ vào công việc tu sửa, nhưng vết nước mắt trên gương mặt bức tượng Phật vẫn không thể phai mờ. Giọt nước mắt màu trắng ở khóe mắt bức tượng và vết nước mắt không thể xóa. Đến tháng 7 năm 1976, cặp mắt của tượng Phật một lần nữa lại nhắm lại. Và đây là lần thứ ba. Nó xảy ra ngay sau trận động đất ở Đường Sơn, Tứ Xuyên, làm khoảng 650.000 người thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là che giấu cảnh báo trước và chính phủ từ chối viện trợ quốc tế. Kèm theo hiện tượng chảy nước mắt với hai mắt nhắm lại, bức tượng Phật cũng thể hiện một gương mặt giận dữ. Theo tờ The Paper, tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn được khắc quật trên khối đá đỏ ở hợp lưu của ba con sông là sông Đại Đậu, sông Thanh Y và sông Mịn. Tuy nhiên, đó là một ngọn núi sa thạch đỏ bị phong hóa nghiêm trọng và bề mặt của một số khối đá rõ ràng là phù sa,
nhưng nó có thể rơi ra khi dùng ngón tay đào nhẹ. Do những yếu tố tự nhiên, chính quyền Trung Quốc cho rằng việc nó hư hỏng dưới sự tác động của các hiện tượng thời tiết thất thường là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chẳng ai biết rõ thực hư thế nào. Bạn có nghĩ rằng bức tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn có linh tính hay không? Hay đơn thuần đó chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ của những kẻ lắm lời mà thôi? Vào ngày 8 tháng 1, Cục Di tích Văn hóa tỉnh Tứ Xuyên đã tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo vệ các hang động với sự tham gia của nhiều chuyên gia nổi tiếng trong cả nước, và tổ chức hội nghị chuyên đề tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên về vấn đề Đại Phật Lạc Sơn liên tục xuất hiện tình trạng mặt mũi lấm lem và chảy nước mắt, cùng đưa ra những phương thuốc trị thủy. Tạ Tiểu Lâm, bí thư đảng ủy khu thắng cảnh Đại Phật khổng lồ Lạc Sơn đã chỉ ra rằng, do các yếu tố như khí hậu ẩm ướt, lượng mưa lớn và sự phụ thuộc vào bản chất của khối đá, trong một thời gian dài, tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng như hư hỏng nguồn nước, sinh học, phong hóa, lâu ngày nứt nẻ, bong tróc lớp sửa chữa. Theo một nguồn tin cho hay, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng, Viện Khảo cổ và Di tích Văn hóa tỉnh Tứ Xuyên và các đơn vị khác đã thống nhất, sau khi điều tra ra có rất nhiều bệnh trong Lạc Sơn Đại Phật và nguyên nhân gốc rễ quan trọng nhất là lũ lụt. Kể từ năm 1914, Lạc Sơn Đại Phật đã trải qua 7 lần sửa chữa bề mặt quy mô lớn, nhưng không có lần nào giải quyết được vấn đề xuất phát từ nguyên nhân gốc rễ. Chiêm Trường Pháp, Giám đốc Bảo vệ và Phục hồi Di tích Văn hóa tại Học viện Di sản Văn hóa Trung Quốc chỉ ra, các vấn đề về nước, vết nứt bên trong ở đâu, khả năng chống chịu thời tiết, vật liệu nào tốt hơn nên sử dụng để trùng tu, có nên xây dựng đại lễ Phật đài để che chắn không, cần phải có quy hoạch, có hệ thống và thực hiện từng bước. Đây là một công việc mang tính tổng thể, đòi hỏi sự nghiên cứu lâu dài của đội ngũ chuyên gia nghiên cứu khoa học. Nói tóm lại, câu chuyện về tượng Phật ở Lạc Sơn đến nay vẫn là một bí ẩn đối với nhân loại. Liệu nó có phải là một lời cảnh báo của thiên tượng về thời kỳ mạt pháp hay không? Chẳng ai có thể chắc chắn. Dù chúng ta có đang ở trong thời kỳ mạt pháp như lời tiên tri của Phật giáo hay không, thì thực tế cũng cho thấy rằng những cuộc chiến tranh đẫm máu đầy chết chóc đã, đang và sẽ có nguy cơ diễn ra đâu đó trên hành tinh mà chúng ta đang sống. Suốt dòng chảy của lịch sử, nhân loại đã không ít lần phải đối phó với thiên tai, lũ lụt hay những dịch bệnh ghê gớm hoành hành. Mới đây nhất, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã khiến chúng ta phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ rằng có phải thời kỳ mạt pháp đang diễn ra? Phật giáo là một tôn giáo lớn bậc nhất của nhân loại trong suốt dòng chảy của thời gian. Nó đã, đang và vẫn sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của hàng triệu, thậm chí hàng tỷ tín đồ trên thế giới. Xá lợi Phật, nhục thân bất hoại, mạt pháp hay cuộc đời bí ẩn của Đức Phật đều là những bí ẩn của nhà Phật mà con người hiện đại muốn tìm ra cho bằng được. Còn bạn, bạn có tin rằng những viên xá lợi là kết tinh tinh thần cao quý nhất của những vị cao tăng hay không? Hay liệu bạn có tin rằng thi thể của những vị hòa thượng vẫn luôn tồn tại một cách tự nhiên trong những điều kiện thời tiết không mấy lý tưởng mà chẳng có sự can thiệp nào của con người? Liệu có phải chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp, thời kỳ mà con người suy bại vì đạo đức? Đức Phật liệu có tái sinh như những lời đồn đại để cứu vớt chúng sinh hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Tôn giáo luôn là chỗ dựa tinh thần ưu việt mà con người tìm tới. Không chỉ Phật giáo mà những tôn giáo khác cũng có vô vàn những bí ẩn đang chờ đợi chúng ta khám phá. Vũ trụ nguyên thủy luôn ẩn chứa nhiều bí mật, và tôn giáo là một trong những điểm kỳ bí thôi thúc sự tìm tòi của nhân loại. Hẹn gặp lại các bạn trong những series sau trên kênh Vũ trụ nguyên thủy. Đừng quên like và nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, thay mặt ekip, Việt Cường xin gửi lời chào tới các bạn.